Bây giờ xin mời quý vị bà con cô bác nghe bài viết của tác giả Văn Lang, tiểu đoàn 79 biệt động quân, những cứu tinh trên đồi Thường Đức. Lời ngỏ. Thường Đức hay Thượng Đức, khi còn tại ngũ, tên quen gọi là Thượng Đức, sau này hai tên được dùng lẫn lộn tùy theo người viết, người nói. Nhưng tên thường gọi Thượng Đức thì có lẽ được dùng thường hơn. Tôi có tò mò tìm xem Thượng Đức hoặc Thường Đức được chính thức gọi vào thời điểm nào, nhưng rồi cuối cùng tôi phải bỏ ý định đó. Thượng Đức hay Thường Đức chỉ là một, không nhất thiết mốc thời gian nào. Giả như nếu có, cả hai tên đều nói lên một địa danh, một quận lỵ thật xa, xa lắm, về hướng Tây của tỉnh Quảng Nam, nơi có một trận chiến vào mùa hè năm 1974, có ảnh hưởng trầm trọng đến vận mệnh của miền Nam Việt Nam. Tại nơi đó vào ngày 28 tháng 7 năm 1974, cho đến ngày 7 tháng 8 năm 1974, có khoảng 20 người lính biệt động quân thuộc đại đội 1 của tiểu đoàn 79 biệt động quân đã thi hành bổn phận bảo vệ Thường Đức trước sự tấn công của Cộng sản Bắc Việt với quân số đông đảo gấp mấy mươi lần. Ngoài Trung sĩ Khâm, thằng Dũng và tôi ra, tất cả những người còn lại đã hy sinh trong trận này. Trận Thường Đức, ngày N, trước ngày 28 tháng 7 năm 1974. Trên đường về hậu cứ tại Thường Đức, sau khi qua khỏi cầu Hà Tân, đoàn quân xa chở tiểu đoàn 79 biệt động quân rẽ phải, chậm chạp lăn bánh trên con đường đất tiến về đồi Thường Đức, đến trước cổng chi khu Thường Đức, cũng là nơi cuối đường. Đoàn xe dừng lại và mọi người được lệnh xuống xe đi bộ lên đồi Thường Đức, hậu cứ của tiểu đoàn 79 biệt động quân. Đại đội 1 xuống xe trước, chúng tôi toàn thể đại đội 1 khoảng 30 người, tuy mệt mỏi sau chặng đường dài, nhưng không giấu được niềm vui sắp được nghỉ xả hơi, nhanh nhậu xuống xe. Khi nhóm chúng tôi đang đi lên về hướng cổng tiểu đoàn dưới con dốc, cùng lúc ấy, từ một con đường mòn về hướng Tây ngược với chúng tôi, có một nhóm khoảng 6-7 người xuất hiện. Họ im lặng đi hàng một, tiến dần về phía cổng. Cổng phụ từ làng đi lên, cổng chính nằm trên đồi tiểu đoàn, đối diện sân bay trực thăng. Đám lính chúng tôi xì xào với nhau. Lính nào vậy cả? Ê, chắc tụi nhảy toán. Nhảy toán thì đóng ở chỗ Ni Mần Chi, mà sao không đi bằng trực thăng mà lại lội bộ? Ừ nhỉ, đi kiểu này thì nguy hiểm chết. Không ai bàn thêm, nhưng cùng đồng tình với cái nhận xét của nó. Chắc có lẽ họ là những người lính nhảy toán, vì trong nhóm họ có một số mặc quân phục rằng ri như chúng tôi, nhưng một số khác thì mang trang phục và vũ khí như quân Cộng sản Bắc Việt. Khác với chúng tôi, thay vì mang súng M16, thì họ mang M18, loại súng tựa M16 nhưng ngắn nòng. Một điều khác lạ nữa là họ mang rất nhiều bi đông đựng nước, và trên người họ chỗ nào cũng đầy rẫy những túi đạn. Lính biệt động quân chúng tôi tự nhìn thấy mình đã khá ngầu lắm rồi. Thế nhưng mấy vị này còn thấy ngầu hơn nhiều nữa, và cũng để bày tỏ sự nể vì cũng như biểu lộ sự hiếu khách, chúng tôi dừng lại nhường bước cho họ đi vào trước, không thay đổi tốc độ, họ vẫn giữ khoảng cách của từng người đi vào cổng. Sau khi thoáng nhìn về hướng chúng tôi như quan sát, khi họ đi ngang qua, tôi nhận thấy họ cũng trạc vào tuổi chúng tôi, nhưng có vẻ dày dạn và phong trần hơn. Khi họ đi qua rồi, chúng tôi bắt đầu đi lên sau. Đến gần đầu dốc, thấy chúng tôi rẽ trái đi về nơi đóng quân. Một người trong nhóm họ dừng lại hỏi. Đại đội 1 hả? Ừ. Ở đâu về vậy? Quảng Tính, Quảng Nghĩa. Nhìn về nơi đóng quân của đại đội 1, người nhảy toán như đắn đo rồi nói. Nên đề phòng cẩn thận nha. Chúng tôi còn đang băn khoăn không hiểu thì người lính nhảy toán tiếp tục. Tụi nó đang tập trung quân về đây. Nói xong, người nhảy toán lẹ bước đi theo nhóm này đang đi về hướng đóng quân của đại đội 2.
Khi đoàn xe bắt đầu tiến vào địa phận Thượng Đức, cũng có những người la ó kêu gọi mừng rỡ hai bên đường. Nhưng bên trong những nụ cười đó dường như có một cái gì khác lạ. Niềm hân hoan như không hoàn toàn như những lần trở về trước đây. Ai nấy như có cảm giác một cái gì không ổn, một luồng ám khí như đang thập thò trình trập đâu đây. Lời cảnh giác của người lính nhảy tuấn như xác định cái cảm giác bất an vừa rồi không hẳn là hoang tưởng. Vài giờ sau, mặc dù không chính thức thông báo, nhưng tin tức Việt Cộng có thể tấn công trong thời gian sắp tới được truyền đạt nhanh chóng trong đơn vị. Xế chiều, đại đội được lệnh qua bên tiểu đoàn lãnh đạn. Ông thường vụ đại đội cùng dăm ba người lính nữa khệ nệ khiêng về cả chục thùng đạn cùng những lương khô. Mỗi trung đội được lệnh mang phần của mình về chia lại với nhau. Lời người lính nhảy tuấn nhắn nhủ, tinh đồn có thể bị tấn công, bổ sung đạn dược ngay trong ngày trở về hậu cứ. Tất cả những sự kiện trên đã cho mọi người có cái cảm giác viễn ảnh đánh nhau sắp có thể xảy ra. Nhưng đến khi đơn vị trưởng cho biết Việt Cộng tấn công nay mai thì mọi người bắt đầu tu bổ công sự phòng thủ và trữ nước chuẩn bị đối phó cho một cuộc chiến sắp tới. Vừa lãnh đạn, chúng tôi vừa bàn tán trò chuyện với nhau. Hê, chắc tụi nó sắp khệnh mình thiệt, hèn gì à, mà khi lúc dậy tao thấy thiên hạ cười mà sao có vẻ méo mó quá. Tại sao mình không đánh ra Bắc Hỉ? Đưa lưng cho nó đánh đó, thì một ngày nào đó mình cũng chết, mình cũng mất nước. Đánh đám kiểu này thì 99 phần thua một phần quầy. Ê, chắc phải đợi một ngày nào đó, khi tụi Nga tụi Tàu không còn cung cấp vũ khí cho tụi nó nữa thì tụi nó chắc chắn phải về lại miền Bắc. Chập sao có đứa nói. Hey, tao nghe Nông Sơn mới bị mất đó mày. Gì, tụi 78 hả? Ừ, hồi nào, mấy bữa trước. Chắc không. Nghe nói trại tụi nó cao với bốn bề vực thẳm mà. Tao không biết, nghe đồn vậy. 77 mới bị đánh tra tua, giờ 78 mất, chắc tới phiên mình quá. Một đứa nhớ lại chuyện xưa bàn kể. Hồi mới ra trường, tao nghe có đứa ở Đức Dục không muốn bị bổ sung vào tiểu đoàn 78. Tao hỏi sao á, thì nó nói, nó nghe nhiều người nói là ở đó, mỗi lần từ trại đi xuống làng ăn uống, khi về tụi nó phải mua thêm một ổ bánh mì. Ta hỏi sao vậy, thì nó nói để đi leo dốc, đi về được nửa đường ăn tiếp để lấy sức. Thì tụi nó nói để khi leo dốc đi về được nửa đường ăn tiếp để lấy sức. Cả đám nghe xong nhăn nhó cười. Mà phải công nhận tụi nó có lợi thế hơn mình. Mình thì trải quân từng nhóm ra khắp mọi nơi để bảo vệ dân. Còn nó không dân nên tập trung chỗ nào cũng được. Lâu lâu nó nhắm vào một chỗ nào đó rồi kéo quân về đánh. Thì dù có thánh cũng không đỡ được. Tụi nó chuyên môn chơi hội đồng. Sao giống như hồi tao bị móc túi? Ê, mày bị móc túi? Ừ, hồi nhỏ, lúc còn đi học, bữa đó tao trốn học đi coi cine. Đang giành giật chen lấn với mấy thằng nhóc khác mua vé, thì cây viết ba ke mới cáo cảnh của tao bị một thằng lỗi dân móc túi đứng bên cạnh chĩa mắt. Thấy nó cầm cây viết của tao mà mắt nó còn kênh kênh nhìn mình. Tao bảo nó trả lại, thì nó nói cây viết của nó, rồi nó còn đấm tao một phát vào mặt. Ức quá tao đục nó lại á, thì cả đám móc túi nhảy vô bịch hội đồng. Làm bữa đó tao bị phụ mình, mất tôi cái suất chi nơi mà mất luôn cả cây viết. Tụi Việt Cộng chẳng khác gì với cái đám móc túi, chuyên môn chơi bẩn, chẳng anh hùng tí nào. Không bẩn không phải là cộng sản mà. Tối xuống, vài đứa chúng tôi tụ tập trên nóc lô cốt, ngồi uống trà hút thuốc lá, nói dốc tán phét. Câu chuyện quay quanh những quán cà phê, rạp cine, tiệm pizza. Và cuối cùng cũng là những cô gái, người tình hay người tình tưởng tượng. Không xa lắm về hướng Tây, đầu chừng 10 cây số, một vùng ánh sáng chật rộ lên trong màn đêm. Sau đó, những tiếng động cơ nổ rồn vọng lại. Chúng tôi đồng giật mình nhìn về nơi đó quan sát. Phải có tiếng xe tăng của nó không? Ừ, chắc vậy à. Không lẽ tụi nó tấn công đêm nay? Chưa chắc đâu, chắc tụi nó đang chuẩn bị. Nếu xe nó ở đó thì người nó chắc đã có mặt ở mấy cái núi chung quanh đây rồi. Không chừng nó đang nhìn mình. Một đứa nửa giỡn nửa thiệt. Chắc là tụi nó sẽ đánh mình nay mai. Thằng nào chịu chơi thì ở lại. Đứa nào nhớ nhung em út thì lo kiếm đường dọt đi.
trước khi bị nó sơi tái. Một giọng khác hối thúc, thôi xuống hầm lẹ đi. Vừa đi xuống vừa cào nhào, hết chỗ nào làm đồng hay sao mà lại lựa cái lỗ thủng này. Ở trên miệng nó luyện đá xuống thì mình cũng chết chứ cần gì phải đánh đấm. Hay cần gì phải luyện đá, nó chỉ đứng ở trển tẹt không thôi á, thì mình ở dưới này cũng chết đuối chết ngộp. Ý nghĩ chọn nhau sắp xảy ra tà tà, tụ về. Nói thiệt nha, tao không biết mình có thù oán gì với nó, mà tụi nó có vẻ hăm hở khệnh mình, làm như là mừng rỡ lắm. Có thể lắm, chắc tụi nó không có gì để giải trí. Mày tưởng tượng, cả năm cả tháng ở trong rừng, không cine, không bia, không cà phê, không thuốc lá, không chè chén, không em út, và không hàng trăm thứ khác nữa. Thì gặp mình, nó mừng muốn chết. Đánh chiếm được chỗ nào thì kiếm chắc được tí đường, chút muối, thuốc lá, cà phê. Ê, sống như vậy thì tao sẽ đào ngũ dọc về nhà chơi sướng hơn, chơi chán đăng lính khác. Chắc tụi nó không có một sự chọn lựa nào khác. Chúng đi đâu, đi đường nào để trở lại miền Bắc. Mà đào ngũ như mày thì không những không đúng cho bản thân nó, mà cho cả gia đình nó, cho bố mẹ nó, cho cả dòng họ nó nữa. Không trốn về được thì phải ở lại, mà ở lại thì phải làm kiếp lâu la. Nó bảo tiến lên thì phải tiến lên, hên thì sống, lỡ xui mà chết thì lại không chừng tốt hơn. Tao nghĩ đối với họ, chết trong Nam tốt hơn là sống ở miền Bắc. Nó có chết thì gia đình nó mỗi tháng có thêm vài ký gạo đụng, dăm miếng mỡ chài và hoài tất dễ thu. Một giọng pha trò. Ha, xin bắt tử Nam khỏe bắt thì đúng hơn. Thảo nào mà có lần tao với nó cách nhau chừng hai thước, nó thả súng xuống, vạch ngược xin xỏ tao bắn nó. Nó nói nhà nó khổ lắm, nó chết đi thì cả nhà nó được nhờ. Tao làm sao mà bắn được. Thấy tội nghiệp, tao chỉ nói về hướng thành phố, bảo nó đi về đó chiêu hồi. Nó thắc mắc chiêu hồi là gì. Tao giải thích là cũng như đầu hàng vậy, nhưng mà không ở tù. Nó hỏi ở tù là gì. Tao nói là bị giam bị nhốt, không được ra ngoài. Nó gật gù, ha, cải tạo. Ngày hôm sau, có những tiếng súng nổ rời rạc từ hướng phòng thủ của trung đội 3. Hỏi ra mới biết họ đang điều chỉnh súng. Không thấy ông đơn vị trưởng nào tỏ vẻ khó chịu hay bất bình. Chúng tôi được dịp lấy súng ra điều chỉnh cho thích hợp với địa hình nơi đây. Đồng thời, chúng tôi cũng tập bắn vào những nơi mà cộng quân có thể ẩn nấp. Cũng nhờ vậy một phần mà chúng tôi có thể cầm cự được lâu dài với những phương tiện hạn hẹp. Trận Thường Đức, ngày N, 28 tháng 7, 1974. Buổi tối trước ngày Thường Đức bị tấn công cũng là ngày mà trung đội 1 đến phiên trực có bổn phận đi ra nằm tiền đồn bên ngoài phạm vi phòng thủ của đại đội 1. Tiền đồn được thiết lập như một trại đóng quân nho nhỏ, bao gồm dăm ba cái hầm nổi được bao bọc chung quanh và trên đầu bằng những bao cát. Trại được dựng lên cách đại đội 1 khoảng non cây số về hướng Tây Bắc vì là tiền đồn. Nên nơi đây có nhiệm vụ quan sát và báo cáo tình hình, hơn là nghênh chiến với địch quân, cho nên hệ thống phòng thủ không được xây dựng chắc chắn và bảo trì đúng mức. Ngay từ đợt pháo kích đầu tiên, trung đội 1 đã báo cáo về tình trạng bi quan của họ. Mặc dù có lệnh rút về căn cứ, nhưng họ không làm sao có thể di chuyển được khi toàn cả đồi Thường Đức ngập vùi trong cơn mưa pháo. Mãi đến khi cộng quân dứt pháo, cho quân tấn công vào tiền đồn, đến lúc ấy trung đội 1 mới có cơ hội rút lui về phía sau. Không thể rút lui về bằng cách đi trở lại theo con đường mòn xuyên ngang hàng rào phòng thủ. Trung đội 1 phải tạt xuống hướng Nam, nơi đang có một đơn vị địa phương quân nghĩa quân trú đóng. Kể từ đó, trung đội 1 bị kẹt luôn ở bên ngoài và chiến đấu chung với đơn vị bạn cho đến khi cả hai bị tràn ngập. Quân số tham chiến trên đồi đại đội 1 nay còn khoảng trên dưới 20 người lính. Trước đây, tôi cứ hình dung trong đầu phòng tuyến đóng quân của đại đội 1 có chừng khoảng 25 cái lô cốt. Giờ, nhìn hình đếm lại mới thấy khoảng non 30. Trận Thường Đức ngày N+1, 29 tháng 7, 1974. Trong lần pháo kích hôm nay, kho đạn bị trúng pháo, đạn nổ suốt cả giờ. Một phần lớn đồ tiếp liệu đã bị thiêu hủy, chỉ còn một số rất ít lương thực và đạn dược khả dĩ còn sử dụng được. Trời ngã dần về chiều, sau gần cả ngày tấn công nhưng thất bại, cả
Cộng quân lui binh trở ngược khuất hẳn đằng sau triền đồi trước mặt. Những tiếng đạn từ phía bên phía phòng tuyến của lính nhảy toán đuổi theo rời rạc. Bãi chiến trường đang ồn ào sống động, bỗng im lìm như một bãi tha ma. Trong không gian còn vương nặng mùi thơm thơm cay cay của thuốc súng. Tô Mạt Lã thờ thẫn, không tự chủ để người rơi bạch xuống dưới lòng giao thông hào. Tuy nửa tỉnh nửa mê, nửa khùng nửa dại, thì cũng không sai lắm. Nhưng tai tôi vẫn còn tỉnh táo, để nghe ngóng những động tĩnh chung quanh. Vì chốc nữa đây, cộng quân có thể mở màn cho một cuộc tấn công kế tiếp. Trên khung trời thu hẹp chỉ bằng miệng của hai bên bờ giao thông hào, trong không gian thỉnh thoảng vang vọng lên những tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng rên của cộng quân đang bị thương, bị bỏ lại bên ngoài hàng rào, nghe rõ mồn một. Quanh tôi, những người bạn bị thương nặng nhẹ cũng ai oán không kém. Những âm vang này như xoáy tận tâm can, nghe thật não lòng. Một thoáng vui chợt đến khi những tiếng súng phòng không của địch từ dãy núi bên kia sông ồn ào bắn xẻ sang lên trên vị trí của mình. Điều ấy chứng tỏ cộng quân đang thực sự nghỉ xả hơi, nên bọn chúng cho bắn xẻ để quấy rối. Tôi thấy mình chưa không phải rình rập đợi chờ, nên tắt bắt đầu kiểm soát lại thân thể mình cho kỹ lưỡng. Chỗ nào nặng hơn thì lấy băng cứu thương chỗ khác băng lại. Chỗ nào chỉ trì trụ sơ qua thì cứ đẩy mặt nó. Chỗ nào máu chảy rỉ rả thì lấy cát bụi đắp lại. Chảy một lúc thì nó cũng phải ngưng. Còn nó không ngưng thì lúc ấy sẽ tính sao. Sau khi biết mình không bị sức mẻ cho lắm, tao bèn lấy bao gạo sấy, loại quân tiếp vụ phát hành, đổ vào một ít nước, xong rồi tà tà nhồi. Nếu nhồi đủ khoảng chừng 15 phút, gạo sấy sẽ mềm dần và chuyển thành xôi. Nắm xôi chấm với bột ngọt trộn muối ớt. Trong hoàn cảnh cùng cực như lúc này, bụng đói meo mà không một loại thức ăn nào khác. Mắm xôi gạo sấy chấm bột ngọt trộn muối ớt ngon thật tuyệt vời. Ngon hết sảy, ngon tuyệt cứu mèo. Nó phải ngon hơn bát cơm muối Trạng Quỳnh dân vua năm xưa. Cái ngon của vua là cái ngon khoái khẩu. Cái ngon của tôi là ngon đê mê. Vì mắm xôi tôi có bột ngọt. Trước đây nhớ về những khoảnh khắc xa xưa, tôi làm lại món xôi này nhưng không tìm lại được nỗi đê mê ngày ấy. Một phần có thể khẩu vị tôi đã thay đổi, phần nữa là gạo sấy tôi làm, dùng bằng máy food dehydrator, có thể không đúng như phương pháp chế biến của quân tiếp vụ năm xưa và chắc cũng phải đợi nhầm lúc đói, xây sẩm mặt mày trồi ăn thì mới may ra đúng bộ. Công thức: một phần bột ngọt, một phần muối, nửa phần ớt bột gia vị của đại hàn hay ớt hột thường cũng được. Dằn bao tử xong, chúng tôi chuyển sang tu bổ hầm hố. Những thanh sắt vụn, những chiếc nón sắt được sử dụng như cái bừa, cái xuống để đào đất cho sâu hơn. Còn tôi thì cố quét thêm cá lỗ, giấu thêm thân bên hông bờ giao thông hào cho lẫm sâu hơn nữa, để giấu mình trong đó cho an toàn. Trời đã vào tối, côn trùng như đã tìm nơi lánh nạn. Không một âm vang nào khuấy động trong đêm. Trong không khí thê lương và oi ả của cái nóng mùa hè, đám lính chúng tôi vật vờ, ngủ thức. Đứa nào gác thì cố gắng trong mắt nhìn xuyên trong đêm đen để phát giác những khả nghi. Màn đêm như có phần di động, một loạt súng nổ về hướng Tây Bắc từ phía Trung đội 3. Những tiếng súng tiếp theo từ bên tuyến phòng thủ của lính nhảy toán bắn sang hướng Tây. Tôi bung mình trở về vị trí ứng chiến. Trong đêm tối như có những bóng người di động, súng đạn hai bên bắt đầu nổ giòn tan. Một trái sáng được bắn lên trên thân đồi trước mặt, vô số những bóng người xuất hiện. Tim tôi thắt lại như cầm hẳn cái chết trong tay. Tôi cơ hồ như ngạt thở khi phải đối diện với hình ảnh trước mắt. Trời ơi, tụi nó ở đâu mà đông đến thế này? Biển người chắc là đây. Sau mấy ngày giao tranh, từ trên cao chắc có lẽ họ đã thấy rõ đại đội một chúng tôi chỉ có mươi ngoe, chạy qua chạy lại cố thủ lẻ loi bên này đồi, nên tính dùng màn đêm và biển người để hy vọng chiếm được ngọn đồi của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đã được dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần là cần phải bảo tồn đạn dược tối đa, lệnh còn nhấn mạnh
chỉ được bắn từng viên chứ không nên bắn la phan, trừ khi không còn sự chọn lựa nào khác. Bọn lính chúng tôi kháo nhau bắn từng viên hay bắn tự động thì cuối cùng đằng nào cũng thác. Thôi thì bắn liên tục cho chắc ăn, biết đâu rủ thêm được nhiều thằng phía bên kia theo mình đi chung qua bên kia thế giới cho vui, hơn là bắn từng viên một. Lạnh thì lạnh, nhưng sau một hồi bắn từng viên không thấy hiệu quả, mà tình hình càng lúc càng trở nên nguy ngập. Ai nấy cũng đều xiết cò, ngắn hay dài tùy theo tình hình trước mắt. Hết lớp này nằm xuống thì lớp khác mò lên. Mặc dù chúng tôi đã sử dụng tất cả những hỏa lực trong tay, nhưng bóng cộng quân mỗi một phút qua là mỗi lần gần sát vào vị trí của chúng tôi. Sau một thời gian liên tục xiết cò, những múi thịt đường gân của ngón trỏ như bị phải làm việc thái quá nên bắt đầu yếu dần, run lên rồi trở nên tê liệt không động đậy, ngón tay không còn làm theo ý muốn. Tình thế mọi lúc mọi trở nên nguy khốn, bóng cộng quân thấp thoáng bên ngoài hàng rào, đạn dược còn lại chẳng bao nhiêu. Trong tuyệt vọng, Trung Quý Tẩm, đại đội trưởng đại đội 1, yêu cầu tiểu đoàn xin pháo binh dập ngay trên đầu chúng tôi. Cứu tinh thứ nhất, thiếu tá Thiện. Lúc này, cộng quân đã có mặt lúc nhúc trên sân bay trực thăng. Chúng tôi như đang đối diện với cái chết. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng thập tử nhất sinh, một tiếng nổ long trời của đạn Đại Bác nổ ngay trên sân bay trực thăng, nơi cộng quân đang tập trung. Cộng quân như đang bàng hoàng khựng lại. Thêm một tiếng nổ tương tự kế đó, cộng quân nhốn nháo thối lui về sau. Số còn lại chạy dạt sang hướng Tây, trong đó có cả những cộng quân đang đối diện với chúng tôi. Thêm một vài tiếng nổ nữa đuổi theo. Lúc này chúng tôi mới nhận ra đó là đạn bắn ra ngay từ phía cổng trên đồi tiểu đoàn. Chiến trường nguôi lại dần, cơn kinh hoàng như lắng xuống. Không những tôi mà tất cả những người lính của đại đội 1 đều tưởng mình như vừa chết đi sống lại. Chúng tôi thắc mắc, không hiểu ai là người xạ thủ và súng đó là súng gì. Sau đó chúng tôi được biết đó là một loại súng Đại Bác không giật và người bắn là thiếu tá Thiện thuộc đơn vị nhảy toán. Sở dĩ tôi còn nhớ tên Thiện là vì trước đó người lái phi cơ A-37 bị bắn rớt cũng mang tên Thiện và cũng mang cấp bậc thiếu tá. Sau này tôi được biết lúc ấy ông là chỉ huy trưởng đoàn công tác 71. Tin cho biết thêm rằng nhìn thấy đại đội 1 đang trong tình trạng nguy cơ sắp bị tràn ngập, ông bèn đẩy súng Đại Bác không giật ra tận ngoài cổng chính tiểu đoàn, bắn trực xạ vào đám cộng quân đang vây hãm đại đội 1. Không rõ súng gì và có ai phụ đẩy súng ra không, nếu đẩy thì chắc phải có bánh xe. Ông bắn được 5-6 viên gì đó thì súng hư không sử dụng được. Cũng nghe nói rằng súng đã bị hư trước đó, nhưng ông đã sửa và sử dụng kịp thời. Vài điều ngoài đề. Có lẽ vào khoảng tháng 9 năm 1974, trong thời gian dưỡng thương, tôi đang đi bộ trên con đường hướng về Sơn Trà bên An Hải trước khu an cư. Đột nhiên tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Quay sang hướng đó, khoảng hơn một thước, có một chiếc xe Jeep chạy chậm chậm. Trên xe có hai người lính mặc quân phục rằn ri và như là mang phù hiệu bộ tổng tham mưu. Ngoài người lính lái xe, tôi thấy có một vị mang cấp bậc tá, dáng gầy gầy, ngồi bên cạnh đang nhìn tôi có vẻ như tự hỏi điều gì. Tôi hơi ngạc nhiên với ánh mắt này, nhưng đồng thời tôi có cảm giác như người này đang nhìn vào phù hiệu binh chủng. Tôi hơi phân vân lo lắng. Tôi không có diễm phúc quen biết quan chức nào trong quân đội. Mỗi lần quan để ý tới tôi thì chỉ có tội vạ, chứ không có bình an. Khi xe chạy qua rồi, tôi chợt nghĩ đến thiếu tá Thiện, người bắn Đại Bác đêm đó. Chiếc xe Jeep tiếp tục chạy về hướng Sơn Trà, Tiên Sa. Nghe nói, ngoài đó có một đơn vị nhảy toán, lôi hổ hay phòng bẫy gì đó. Vậy thì người ngồi trên xe chắc là thiếu tá Thiện. Vì có bao nhiêu thiếu tá trong đơn vị loại này? Tôi đoán thế, có thể chính đó là thiếu tá Thiện và ông nhận ra con số 79 bên trên đầu cột, nên có cái nhìn hơi chăm chú. Sau này, nhờ vào những thông tin trên web, tôi được biết thiếu tá Thiện bị bắt trong trận này, sau đó thoát được,
vinh thăng trung tá và định cư tại Hoa Kỳ. Tôi có ý định gặp ông để nói lời cảm ơn cho hành động cứu nguy của ông đêm đó, và đồng thời cũng muốn nghe những nhận xét cũng như tâm tình của ông trong trận chiến này. Song vì miếng cơm manh áo không cho tôi có cơ hội thực hiện. Đến khi về hưu, gặp ông là một trong những điều tâm niệm mà tôi muốn thực hiện trong đời mình. Tôi bắt đầu dò xét tìm kiếm ông cư ngụ nơi đâu. Khi biết được khá rõ chỗ ở của ông, thì tôi cũng được biết rằng ông đã qua đời. Vì vậy, xin thay mặt cho những quân nhân của đại đội 1 tham chiến đêm đó, nói lên lời cảm tạ muộn màng đến với cố trung tá Bùi Văn Thiện, chỉ huy trưởng đoàn công tác 71. Cứu tinh thứ hai, Hỏa Long. Linh tính như cho biết cộng quân quyết tâm chiếm lấy đêm nay, chúng tôi tuy đã mệt rã người nhưng vẫn đủ tỉnh táo quan sát mọi nơi. Từng mỗi phút trôi qua không động tĩnh là mỗi một phút hồi hộp thấp thỏm. Để tăng thêm khả năng kháng cự cho lần tấn công tới của cộng quân, bên này đại đội 1 xin thêm đạn dược, bên kia tiểu đội gom góp từ những người lính khác, được thêm 2 thùng đạn. Họ hẹn với chúng tôi điểm giao đạn khoảng giữa đường, gần nơi hầm trú ẩn của lính pháo binh. Bên tiểu đoàn cho người mang đạn đến điểm hẹn, bên chúng tôi cho 2 người dò dẫm chạy qua tiếp nhận. Mang về rồi chúng tôi nhận thấy đủ loại đạn như M16, M60, M79 và lựu đạn M67. Tuy không đầy ắp thùng nhưng chúng tôi cũng có thể cầm cự thêm được một thời gian nữa. Không bao lâu sau đó, những tiếng la ó xung phong hàng sống chống chết cùng những tiếng súng nổ vang xảy ra trên khắp mọi chiến tuyến của đại đội 1, nhảy tuấn và đại đội 3. Tuy nhiên, mọi hỏa lực cũng như nhân sự đều tập trung đánh thẳng vào phòng tuyến của đại đội 1. Cộng quân như đã thay quân, nên sự di chuyển có phần nhanh nhẹn và đông đảo hơn đội quân trước đó. Bãi chiến đầy nhóc những người và người, dù cho tất cả những ai thuộc đại đội 1 xiết cò liên tu bất tận, cho đến khi không còn đạn để bắn, chúng tôi vẫn không tài nào đóng ngã hết số người này. Hằng mỗi phút trôi qua, cộng quân càng tiến sát vào nơi chúng tôi cố thủ. Chỉ một khoảng thời gian sau, cộng quân đã có mặt ngay bên ngoài bờ rào cuối cùng. Lúc này tôi có thể nhận ra mặt mũi bọn chúng. Tôi nghĩ chắc sắp đến lúc đánh cận chiến, đánh sắp lá cà. Không một lưỡi lê hay con dao nào trong tay. Tôi nhủ thầm giây phút cuối đời hẳn là đây. Với trái lựu đạn M67 để cận đó, nếu gạt lắm thì đành rủ thêm vài thằng bên kia bầu bạn mình cùng đi cho khỏi lẻ loi. Những tiếng la, ới ơi, hối thúc chạy lẹ vào hầm. Ngỡ pháo bên mình bắn phủ đầu, tôi vội vàng lao mình vào trong lâu cốt. Vào trong rồi tôi nhận thấy bóng cộng quân đã vào hẳn bên trong hàng rào. Khoảng cách giữa họ và chúng tôi chỉ còn vài thước. Từ trên không, những tiếng hụ chát chúa kéo dài từng hồi vang ra như dựng tóc gáy trận cả người. Đạn ào ạt rơi xuống dữ dội hơn cả mưa đá. Tiếng đạn đâm xuống đất nghe thình thịch liên tục. Mặt đất rung động không ngớt. Có bóng người cố thoát thân nhảy vội vào giao thông hào. Nhưng nửa chừng bị đốn quỷ. Những tiếng la ó ồn ào xung phong bỗng ngưng hẳn. Bảy chiến trường chỉ còn tiếng hụ trên không và tiếng đạn trũ nhau liên hồi đâm vào lòng đất. Trống trong hầm, nghe đạn ghim trên nắp hầm từng hồi. Tôi biết mình được nắp hầm che chở. Nhưng khi đạn đâm ngay bên trên, nắp hầm trung lên như động đất. Các bụi theo vết nứt rơi bay lả tả khắp mọi nơi. Tiếng đạn chui vào nắp hầm ngay trên đầu, nghe như những con dao bén nhọn đập mạnh, cơ hồ như muốn chọc thủng. Tôi hồi hộp lo sợ không biết nắp hầm có ngăn cản được hay không. Biết đâu có một chỗ nào không được dày lắm, gặp phải viên đạn mạnh hơn bay qua. Nhờ có một viên nào đó, nó bùn bùn đâm thủng xuyên qua nóc hầm đi kiếm mình thì coi như đời mình tiêu tùng. Mà nếu nó còn rủ thêm 2-3 viên nữa xin mình tí huyết, thì mình sẽ thành người chết 3-4 lần. Câu hỏi liệu mình có thoát qua được đêm nay, cứ lòng vòng chạy đi trở lại trong đầu. Nỗi ám ảnh viên đạn xuyên qua nóc hầm làm mình hồi hộp không dám cục cửa động đậy. Lòng chỉ thấp thỏm, mong đạn đi chơi chỗ khác. Chập sau, súng ngưng bắn, bãi chiến trường hoàn toàn im lặng. Một sự im lặng đến rợn người. Những tiếng nấc,
tiếng rên thường vang vọng nay không còn nữa. Nhắm mắt lại, mình tưởng chừng như đã bước sang một thế giới khác. Dưới ánh sáng lung linh của hỏa châu, không một hình hài di động, nếu không có những thân người vương vãi khắp nơi. Không ai biết nơi đây vừa xảy ra một màn chém giết trùng rợn hải hùng. Cảnh tận thế nếu không phải là đây thì là đâu? Ánh sáng của một ngày mới dần dà trổ lên từ phương đông. Một vài áng mây bay thông dong dưới ánh nắng hồng. Thành phố Đà Nẵng xa xa với những nhộn nhịp của một ngày mới. Mùi thơm của bún bò xứ Quảng phảng phất khắp mọi nơi. Nơi đây đầy rẫy những thân người bất động nằm la liệt. Mùi hôi thối từ những tử thi đã vỡ nát sình chướng trước đây len lỏi vào tận chiến hào. Đó đây chập chập vang lên những tiếng súng. Tôi giấu mình ngồi bệt dưới lòng giao thông hào, thấy mình vẫn còn hiện hữu sau cơn mê, ngậm trà nóng như mang lại một chút ấm áp cho người lính, nỗi đê mê lâng lâng theo khói thuốc sau một cái rít dài. Người của nó ở đâu mà nhiều thế hả? Không lẽ ngoài đó tụi nó khuyến khích sinh con đẻ cái tưng bừng? Ê, chắc ngoài đó cũng không có gì để giải trí nên sinh sản là một thú tiêu khiển. Vừa tìm vui mà cũng là vừa cung cấp lâu la phục vụ cho đảng. Vài điều ngoài đề. Sau này tôi mới biết rằng đạn bắn ra từ trên không là do chiếc máy bay không rõ AC-47 hay AC-119 của phi đoàn vận tải võ trang Hỏa Long 417, 817, 819 hay Tĩnh Long 821 của Không quân Việt Nam Cộng Hòa, một loại vận tải cơ được cải biến trang bị 3 cây súng nhiều nòng M134 hoặc MXU-470A. Kế nhau theo một hàng ngang bên hông trái máy bay, khai hỏa bằng điện. Cả ba cùng lúc có khả năng bắn ra 18.000 viên đạn, 7 ly 62 trong một phút, hay 300 viên trong một giây, tùy theo nhiều yếu tố. Khi bắn ra trung bình cứ mỗi 2 tấc đất vuông thì lãnh một viên đạn. Tôi có để tâm tìm hiểu thêm tin tức về sự kiện đêm đó từ những trang báo của Không quân Việt Nam Cộng Hòa hay Thân Hữu. Nhưng tuyệt nhiên không có một tin tức nào nói về câu chuyện đêm đó. Cho đến nay vẫn hoàn toàn không một dữ kiện nào. Tôi đoán có thể những người có mặt hay liên quan đến đêm đó đã quá cố hoặc không có phương tiện thông tin. Để bày tỏ sự cảm kích, tôi cũng xin thay mặt cho những quân nhân của đại đội 1 tham chiến đêm đó, nói lên lời cảm tạ đến những người có mặt trên chuyến bay đã không tiếc mình bay trong hỏa lực phòng không của địch để yểm trợ đại đội 1 bên dưới, và cũng xin cảm ơn đến những vị nào đã tham gia trong việc đi đến quyết định đưa Hỏa Long vào vòng tham chiến yểm trợ chúng tôi. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn vô cùng của chúng tôi. Trận Thường Đức ngày N+10 ngày 7 tháng 8 1974. Trời vừa hừng sáng, từng đợt pháo kích đã mở màn cho một ngày mới. Cường độ pháo kích hôm nay có phần dữ dội hơn những ngày trước, báo hiệu cho thấy có sự thay đổi chiến thuật. Sau pháo kích, cộng quân bắt đầu dùng pháo bắn trực tiếp vào những lô cốt hoặc giao thông hào nơi đại đội 1 phòng thủ. Những căn hầm nào còn chống chọi được cho tới hôm nay cũng đã bắt đầu rung chuyển. Từng đoạn giao thông hào dần dần bị san bằng. Nơi trung đội 3 phòng thủ là nơi chiến đấu quyết liệt nhất nên trở thành là mục tiêu chính cho những khẩu đại bác từ bên kia sông bắn sang. Từng quả trồi từng quả, những trái pháo liên tục nổ trên đầu tuyến phòng thủ của trung đội 3. Dù có thành đồng cốt sắt cũng không làm sao có thể đứng vững trước sự tàn phá khủng khiếp này. Lần lượt từng cái hầm bị sụp đổ, từng đoạn giao thông hào bị san bằng. Một trái pháo nổ ngay trên bờ hầm của Trung úy Tẩm, đại đội trưởng đại đội 1, máu từ đầu ông chảy xuống che khuất một bên mắt. Trên sân đồi, từng cột đất được móc lên quăng tung tóe trong không gian, trong bụi mờ thằng Dũng thằng Đức, rồi Trung sĩ Khâm khập khiễng theo giao thông hào đi xuống. Nhìn họ xuống tôi biết rõ ngay cái ngày đã đến rồi phải đến. Khi thấy rõ tiểu đội của Trung sĩ Khâm thuộc trung đội 3 đã rút về sau, cộng quân bèn ngưng pháo cho bộ binh tiến chiếm. Bóng chúng bắt đầu lố nhố từ bên vị trí của trung đội 2,
đã bỏ trống từ mấy ngày nay, dò dẫm tiến sang. Chúng tôi còn lại vài ngoe, chỉ còn lại vài thước phòng tuyến bên này chia nhau đau lưng bố trí. Tiếng thằng Tư trong máy báo cáo về Bộ Chỉ huy tiểu đoàn tình trạng của Trung úy Tẩm và yêu cầu rút về bên đồi của tiểu đoàn cố thủ. Có tiếng bên tiểu đoàn gọi qua, thằng Tư cầm máy lên nghe. Nó dạ dạ một vài lần rồi cúp máy, quay sang Trung úy Tẩm, nó nói: "Đại bàng kêu Zulu." Từng người một rời khỏi phòng tuyến băng vội qua bên kia vòng đai của tiểu đoàn. Ai qua trước xong thì yểm trợ cho lớp sau qua. Sau khi tất cả đã qua hết bên này an toàn, nhìn lại tôi thấy ba bốn tên Việt Cộng đang mon men tới gần nơi chúng tôi vừa cố thủ trước đó không bao lâu. Đại đội 1 bị thất thủ kéo theo đại đội 3 rồi tiểu đoàn, tiếp theo chi khu Thường Đức. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ mà tình thế đổi ngược trở nên hoàn toàn vô vọng. Những tiếng la kêu đầu hàng, nhưng những từ ngữ đó không nằm trong ngôn ngữ của chúng tôi. Trận chiến sắp đến hồi ngã ngũ, chúng tôi đã làm quá sức mình. Thằng còn sống, nương theo hoàn cảnh đẩy đưa, quờ quạng đi tìm đường sống trong muôn ngàn lối chết. Thằng đã chết chắc cũng chẳng tiếc gì, ít ra nó cũng tóm được vài chục thằng bên kia đi theo hộ tống nó. Mặc dù tiểu đoàn 79 biệt động quân đã gây thiệt hại cho cộng quân một tổn thất lớn lao, nhưng đến khi tất cả những tài vật và nhân sự đều kiệt quệ, Thường Đức đã lọt vào tay chúng. Sau đó, nhận thấy quân lực Việt Nam Cộng Hòa không có ý định lấy lại Thường Đức, cộng quân nhận ra hỏa lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã sút giảm xuống, chỉ còn ở mức tự vệ đến cầm chân. 6 tháng sau đó, bọn chúng bèn đồng loạt tung ra những trận tấn công quy mô hơn, có tính cách dứt điểm vào những địa điểm chiến lược quan trọng trên khắp lãnh thổ miền Nam. Và cuối cùng, ông Tông Tông Dương Văn Minh ra lệnh buông súng vào ngày 30 tháng 4 1975. Với những mất mát quá to lớn, thoảng khi một mình với hơi men, tôi thường bâng quơ nghĩ ngợi tầm phào vu vơ. Giả sử liên đoàn trưởng liên đoàn 14 biệt động quân đừng giữ lại trung đội 2 của đại đội 1 và toàn thể đại đội 2 của tiểu đoàn 79 biệt động quân, tất cả khoảng 50 quân nhân làm an ninh cho liên đoàn. Đại đội 1, chúng tôi có thêm 10 người của trung đội 2 trấn giữ vào phòng tuyến của họ để giảm thiểu gánh nặng cho trung đội 3, thì có lẽ chúng tôi có thể tự thủ được thêm một thời gian nữa. Và nếu chúng tôi được tăng cường thêm đại đội 2, thì ngọn đồi đại đội 1 nay được thêm 50 tay súng, với tất cả khoảng 80 tay súng, thay vì 20 như lúc này, chúng tôi có thể cầm chân địch lâu dài hơn. Biết đâu cục diện có thể thay đổi trong khoảng thời gian này và Thường Đức không bị mất. Và giả sử cả hai ông, liên đoàn trưởng liên đoàn 14 biệt động quân và chỉ huy trưởng biệt động quân quân khu 1, không màng khó khăn, hiệp lực, vận động gom quân từ những đơn vị bạn cùng binh chủng để dòng về tiếp tay tiểu đoàn 79 biệt động quân, thì cục diện có cơ may thay đổi, Thường Đức chắc không lọt vào tay Việt Cộng. Và giả sử cả hai ông, trung đoàn trưởng trung đoàn 2 thuộc sư đoàn 3 và ông tư lệnh sư đoàn 3, đơn vị có trách nhiệm liên hệ trực tiếp bảo vệ vùng Thường Đức, bất chấp trở ngại, đưa quân hào hạc tiếp cứu Thường Đức, chắc chắn nơi này không bị mất và miền Nam Việt Nam vẫn còn tồn tại. Và giả sử miền Nam Việt Nam sống khùng sống dại được đến cuối thập niên 70, trong khi nền kinh tế Đài Loan phát triển nhanh chóng, Đài Loan ở vị thế khát khao đồng minh trên chính trường quốc tế, trong khi miền Nam Việt Nam lại là một đồng minh ủng hộ Đài Loan nhiệt thành nhất, nước này chắc chắn sẽ đi đêm giúp miền Nam Việt Nam có thêm phương tiện chiến đấu cho đến thập niên 80. Và giả sử miền Nam Việt Nam sống còn đến đầu thập niên 80, trong khi chủ nghĩa cộng sản bên Âu Châu bắt đầu lung lay và kinh tế Nga Xô lộ rõ sự suy giảm, Nga Xô sẽ giảm thiểu cung cấp vũ khí cho miền Bắc, Trung Cộng bận rộn trong việc mang lại miếng ăn cho người của nó, mà lại có tật ăn chặn bớt một số vũ khí Nga Xô cung cấp cho miền Bắc mỗi khi chuyên chở ngang qua đất Trung Cộng. Miền Bắc không còn đủ phương tiện để tiếp tục xâm lăng, miền Nam có cơ hội thay đổi thế cờ. Với sự trợ giúp
trội bậc của Đài Loan vì nền kinh tế của Đài Loan lúc này đã vững mạnh và phồn thịnh, có phần ngang ngửa hay trên cả một số những quốc gia châu Âu. Và giả sử miền Nam Việt Nam tồn tại đến cuối thập niên 80, kỹ nghệ điện tử phát triển vượt bậc giúp cho những kỹ nghệ khác sản xuất hàng hóa được nhanh chóng và dễ dàng hơn, vũ khí được chế tạo tối tân, tinh vi và hiệu quả gấp bội phần so với năm trước đó, giá thành do đó cũng thấp xuống. Những quốc gia nghèo nay có khả năng nâng cao an ninh quốc phòng, những phương tiện vũ khí tối tân như máy trà, máy thu hình vô tuyến, mắt thần, súng đạn với sức công phá cao, được bắn chính xác từ xa bằng vô tuyến, vân vân. Tất cả đều có khả năng chặn đứng mưu đồ xâm lăng của miền Bắc bên ngoài biên giới. Những phương tiện thông tin như điện thoại, vô tuyến truyền hình, máy vi tính, máy quay phim vân vân được phát triển rộng rãi đến mọi tầng lớp trong xã hội. Những tên đần độn, gian ác bị ma đầu giật dây suối ăn cướp gà, không còn nơi nương náu để làm chuyện giết người hay sách nhiễu dân chúng. Những kẻ lưu manh hai mặt không còn dễ dàng trốn tránh hoạt động quấy phá lũng đoạn xã hội, an ninh của miền Nam Việt Nam. Và những tên ma đầu, kể mình có chút ít học vấn, tự nghĩ mình phải được quyền cao chức trọng cho xứng đáng, thay vì kiên nhẫn thi thố tài năng thăm chính bằng cách ứng cử, thì lại đi ngõ tắt cho lẹ bằng cách cướp chính quyền hay nôm na hơn là đi làm cách mạng, sẽ lâm vào tình trạng khó khăn tìm kiếm hậu thuẫn từ ngoại xâm, và cũng sẽ không còn có những tên đần độn lưu manh để dụ dỗ làm chuyện lật đổ. Miền Nam Việt Nam không còn bị ngoại xâm nội giặc tàn phá, quấy rối, nên theo đà phát triển song song với những quốc gia lân cận, mang lại đời sống ấm êm và bình an đến với mọi người. Và cũng giả sử, những bậc lãnh đạo miền Nam Việt Nam sau mấy mươi năm không ngơi nghỉ chống chọi sự xâm lăng của miền Bắc đã bắt đầu thấm mệt nên không còn tha thiết tranh đấu cho sự sống còn của miền Nam Việt Nam. Tháng 5 năm 2023, tác giả Văn Lan. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.